thấy Tết lớn, mừng Tết lớn và một tràng pháo tay thật lớn nha. Tết lớn là gì? Tết lớn là gì? Là chi, là chi, là gì trời? Tết lớn ở đâu? Tết lớn tìm đâu? Phải chăng Tết lớn chính là khi mà tôi mới có công việc lớn cao hơn nhiều, là khi tự nhiên bỗng chung hai tờ vé số lúc chiều, là khi cánh mai đông đưa hoa vàng lung linh vô cùng, là khi nhà ta mới mua TV sao bự quá, là khi mẹ nấu canh chua từ lúc sáng sớm, ôi thì ngon thật là đứa thơm, năm nay có muốn nấu ăn ngon hơn cả nhà, là đôi bánh chưng vừa mới luộc xong đêm qua, mấy chị em ngồi xem pháo hoa.